khối tài sản khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vừa bị bắt trong vụ 35 tỷ đồng chạy án. Khi bắt khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở của ông này và thu giữ nhiều đồ vật, tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giá trị cao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất bản cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh. Trong vụ án trên, ông Đỗ Hữu Ca Thiếu tướng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vào tháng 2 năm 2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ, số 24 trên 18 Đê Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng và thôn trại trên, đồng phản xã kinh giang thủy nguyên tp hải phòng tại đây công an tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam tiền ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông đỗ hữu ca cùng vợ là bà vũ thị lộc và các cá nhân khác sổ tiết kiệm mang tên bà vũ thị lộc và các cá nhân khác về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc sinh năm 1958 khai, số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương, trong quá trình công tác trong lực lượng công an, do bố mẹ để lại, là quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông ca, bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông ca, và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Cơ quan điều tra xác định, những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu K và các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca, bà Vũ Thị Lộc và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau. Về tội danh bị cáo buộc của ông ca, cáo trạng cho biết, vợ chồng bị can Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đức và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng. Trước Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối hộ cho Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ tri cục thuế huyện Cát Hải Hải Phòng 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, trong khoảng thời gian tháng 10 tháng 12 năm 2022, Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Cao trạng kết luận, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được